thấy rằng là rõ ràng là quan trọng nhất của khởi nghiệp là phải có backup plan, đúng không? Tức là chúng ta phải có tìm cách để chúng ta thoát được. Nếu mà thoát tốt nhất là chúng ta lại làm thuê. Và ở đây thì có một anh Nhân là đại diện cho một nơi mà có thể gọi là làm thuê tốt nhất thế giới, đúng không? Là Google. Thế thì chắc là nhờ Nhân chia sẻ giúp cho các bạn này. Tiêu chuẩn để vào Google là gì để cho các bạn chuẩn bị trước? Em chia sẻ là cái bạn ở Bình Dương ấy, thì là Nhân vừa đá bóng vừa thổi còi, tức là mình giới thiệu bạn đi vào Google để thực tập. Và như anh Trường vẫn nói là cái đấy là mình không được nhận đồng nào đó, đúng không? Cái thứ hai là mình ở trong trong hội đồng chấm đúng với bạn đó luôn, là vừa đá bóng vừa thổi còi đấy. Nhưng mà trong cái case này, trong cái trường hợp này thì mình không tham gia hội đồng xét duyệt, nhưng mà mình đã xét duyệt khoảng tầm 200 bộ hồ sơ trong năm nay, thì mình cũng hiểu được là cái cách để vào Google là phải luyện cái gì, đúng không? Dynamic programming rồi lý thuyết đồ thị, cái thứ như thế. Thì bạn nào muốn hỏi là về cái cách để vào Google thế nào ấy, thì có thể đặt câu hỏi cho mình sẽ cố gắng trả lời. Cái cách để làm vào Google thế thì cái câu chuyện của mình đúng thế thôi. Mình cũng là tự tập ở Google và sau đó thì mình quay lại Google làm. Thì câu chuyện là ngày xưa thì học chuyên tin và sau đó thì đi học, xong rồi đến lúc mà đại học ấy thì bố mẹ bảo là nhất định là không được đi thực tập, bởi vì là nếu mà mày đi thực tập thì chắc chắn là mày sẽ bỏ học. và đến lúc mà đi học thạc sĩ thì mình mới bắt đầu đi thực tập lần đầu tiên. Và thực tập xong ở Google thì cũng là theo cách là có bạn bè giới thiệu, tức là mình có một người bạn học ở trước đấy, từ khóa trước đấy bạn đã vào Google rồi và bạn giới thiệu mình. Tức là Google thì họ nghĩ là người giỏi chơi với người giỏi, đúng không? Đấy thì bạn ấy giới thiệu mình cũng qua hai vòng phỏng vấn rồi, tôi cũng đi vào làm ở Google, thì thấy là Google nó đi trước Canada khoảng tầm 20 năm. Mình là làm lý thuyết đồ thị từ những năm 50 mà các ông mới đề ra bài toán, các ông chết hết rồi, không còn nào sống cả. Nên là tôi xong thực tập 2008 xong thì mình bỏ luôn, không làm các học và tiến sĩ nữa, và mình bỏ mình sang Silicon Valley. Và nghĩ là người ta ở đấy, người ta đi trước mình đến 20 năm cơ, thì mình có làm ở đây thì nếu mà giả sử thành công, thất bại thì không nói, nhưng mà thành công thì cũng may khen, chắc chắn là không ai đọc về cái lý thuyết đồ thị của mình cả. Nên là thì mình bỏ mình sang mình làm đúng như bố mẹ dự đoán, là nếu mà ngày đi thực tập là chắc chắn là nó sẽ bỏ học. Và mình sang mình làm startup 1 năm, sau đó công ty đó thì bán cho Facebook. Thì lúc đó thì Facebook họ nói với mình là bộ Facebook có 10% thời gian của tất cả mọi người dùng internet. Thì đấy là năm 2010. Thì mình bảo với các bạn Facebook là các bạn lãng phí 10% thời gian của tất cả mọi người lấy internet, nên mình cho Google. Mình quay lại Google làm, bởi vì mình ngưỡng mộ các bạn mà đã làm việc cùng với mình ở Google, các bạn rất là giỏi. Cái team mà mình cho lúc đầu Google là có 2 bạn, là không biết các bạn có biết cái cuộc thi Top Coder không? Thì là 2 bạn là năm 2003, là một bạn là giải nhất của Top Coder cho học sinh, và một bạn là giải nhất Top Coder cho những người đã đi làm. Ở đây có ai có bạn nào tham gia Top Coder không? Thì ở Top Coder, ok. Đó, màu gì đấy? Tím là màu mới, cái hồi anh chỉ báo là xanh này, vàng, biển đỏ. Khi đến năm 2009 không? Thì năm 2009 thì anh bắt đầu đi làm rồi thôi. Rồi thế thì chắc là Nhân, tại vì từ nãy Nhân có hứa rằng là nếu mà ai mà giới thiệu người mà Google mà duyệt thì được 4.000 đô thì chắc là Nhân cho cái contact để mọi người đấy, chắc rất nhiều người muốn giới thiệu đấy. Là ntn@google.com, không phải @gmail nhé.
N Nguyễn Thành Nhân là chữ N T N. @google.com. Đấy thì mọi người, đặc biệt là các thầy ghi lại để nếu mà có học sinh giỏi thì có thể giới thiệu để lấy một video. Mỗi tháng ta chỉ cần một bạn thôi là ok rồi đấy. Và đại học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh là năm nay được 3-5 bạn vào Google, hình như là 6 rồi, và một bạn vào Facebook. Tức là trường FPT tại sao không có các bạn nào vào Google đúng không? Hoàn toàn có khả năng, hoàn toàn. Cái này là mình có hack để cách để đi vào nữa luôn. Các bạn hack thường còn là hack phải. Thì đấy. Còn cái nữa là mình muốn tự nói là nếu các bạn đặt câu hỏi ở đây đúng không? Thì mình chắc chắn là mình sẽ refer các bạn đặt câu hỏi. Rồi bạn nào đặt câu hỏi nào xin mời. Các bạn nào đặt câu hỏi và phải dưới 15 chữ. Ok, anh cái này có 3 thứ mà người ta look for khi mà tuyển dụng ở Google. Là number one là technical, tức là khi mà người ta duyệt hồ sơ của em ấy thì người ta không quan tâm đến cái chữ khác, mà người ta chỉ quan tâm là cái dòng code của em thôi. Code của em có đẹp không, code của em có chính xác không, em có làm được tỉ mỉ không. Cái này case mà như kiểu là base case, tức là cái rất là detail, kiểu dấu chấm không phải rồi các thứ, là em code nó phải đúng, cái đấy là cái expectation của người ta. Cái mong muốn là cái number two trong một resume ấy, thì là em phải có cái show là em có leadership, tức là cái khả năng lãnh đạo, em hiểu ý không? Và cái thứ ba là cái impact, tức là em đã làm được cái gì để thấy là ok em có khả năng không? Em hiểu ý anh? Đấy có ba thứ thôi, tức là code này, lãnh đạo này và cái impact, tức là cái ảnh hưởng. Và người ta muốn là nhìn thấy cái sự phát triển của em trong những năm tháng. Đại đa số các công ty thế này nhá, anh ấy làm Google và cái người mà làm ra cái chương trình tuyển dụng cho Google ấy, thì lại sang Facebook làm VP of hiring, VP of recruiting. Thế nên là Google với Facebook là nó giống hệt nhau. Facebook thì tức là V2 của Google thôi. Giống nhau á. Em muốn hỏi một chút về những cái bài học về trong lịch sử mà anh Tuấn Anh có thể áp dụng vào trong áp dụng an là gì? Anh có thể cho em một vài ví dụ không ạ? Có 3 ví dụ thì càng tốt ạ. Thực sự với Nhân và tất cả mọi người là mang tiếng là học lịch sử, nhưng mà mình thì là rất ghét học thuộc lòng, mặc dù là mình học thuộc lòng rất tốt nhưng mà rất ghét học thuộc lòng. Thế cho nên là tất cả những sự kiện lịch sử mà mình học là mình quên hết rồi, nhớ đi cả, chỉ cố gắng nhớ lại được cái phương pháp luận của nó thôi đấy, và nhớ lại những cái tổng quát nhất thôi đấy. Ví dụ như là thời đại nào mình cố mình nhớ này, sau thời nào đến thời nào mình cố mình nhớ này đấy. Chứ còn những cái sự kiện lịch sử cụ thể thì ta cần ta tra Google, hoặc là ta lên mạng, hoặc là ta mở sách ra là có hết rồi. Những cái đấy, những cái thứ mà cái khác có thể nhớ dù mình, thì mình không cần gì phải nhớ. Đấy. Thì áp dụng bằng Agoda thì là có nhiều cách. Thứ nhất là giống như lúc nãy mình nói là học sử mình rút ra cái gì. Thứ nhất là học được hai cái phương pháp. Một là phương pháp đánh giá nhìn nhận sự vật hiện tượng một cách rất khách quan, giống như góc nhìn của sử học, sử gia. Góc nhìn của sử gia là gì? Một sự vật hiện tượng xảy ra, họ không đánh giá mặt xấu, không đánh giá mặt tốt, không đánh giá xấu, không đánh giá tốt, mà họ đánh giá tất cả những cái diễn biến và những cái hậu quả từ phía dưới góc nhìn rất là khách quan. Đấy, tức là thì họ ghi lại đầy đủ, ví dụ trong một cuộc chiến đấu này, họ không đánh giá bên chiến thắng hay là bên thua trận là xấu hay tốt gì cả, mà họ đánh giá là tổng thể cái cuộc chiến diễn ra và bên nào thắng bên nào thua, chứ không nói là bên nào xấu bên nào tốt. Như vậy, bởi vì như vậy chính như thế thì mình tư duy được thêm là gì, mỗi một cuộc chiến tranh đều có cái lý do của nó, đều có nguyên nhân của nó, và bên nào cũng bảo vệ cái lý lẽ của mình. Bên đánh hay chiến thì ta cũng nói là tôi đúng, mà bên thua người ta cũng nói là tôi đúng. Cho nên là nếu như ở dưới góc nhìn của sử gia ấy, thì không nhìn ai đúng ai sai cả.
đấy, mà nhìn lên trên cả hai cái sự vật hiện tượng đấy, mặc kệ ông đúng hay ông sai trong quan tâm, nhưng mà ông cứ xảy ra đi và tôi nhìn lên trên ở trên đấy, tức là cái ánh mắt như là ánh mắt của Chúa Trời nhìn xuống dưới là mọi thứ cứ diễn biến đấy. Và cố gắng là khi mà đã có cái ánh mắt như thế thì cố gắng lường trước được những sự việc sẽ xảy ra đấy. Thì đấy là một cái thứ mà mọi người rút cố gắng học hướng tượng khi mà học sử. Cái thứ hai rút được học sử là gì, là do cái tính chất là tuyên truyền của tư giáo của sử học Việt Nam trong cái thời kỳ cách mạng, cho nên là mình được đi được trường với lớp cử đi làm các cái leader của cái nhóm đi thực tập rất là nhiều, thực tập dân tộc này, thực tập khảo cổ này, tức là khảo cổ là đi đào đất ấy, đi đào đi cuốc đất ấy, đi bới khảo cổ ấy. Rồi đi dân tộc là đi lên vùng núi, xong rồi ở nhà sàn ngủ với trâu ấy, ngủ với dân tộc ấy. Tức là nó rất là nhiều cái trải nghiệm, giống như là anh Bobby Lee anh có nói là các em phải cố gắng travel the world, tức là bạn có nhiều cách này cách khác travel thật nhiều bạn, nếu có thể travel thật nhiều bạn để có nhiều cái trải nghiệm đấy. Thì anh cũng may mắn là ở trong sử thì anh học được cái trải nghiệm đấy, thì bị là học sử là bị rèn cái leadership và bị rèn luôn cả cái đấy chính là cái khả năng dân vận, và dùng từ rất là sâu chủ nghĩa, rất là dân vận, tức là gì, là biết cách thuyết phục người khác đấy. Hôm nay như thế tức là gì, mình muốn lãnh đạo đúng không, mình muốn làm một cái việc gì lớn mà sức mình làm không được đúng không, mình phải huy động trí tuệ tập thể, sức mạnh tập thể đúng không, thì lúc đấy rất là cần cái khả năng leadership, cái khả năng thuyết phục người khác, mình phải nói làm sao để mọi người nghe đi theo mình để cùng làm việc đấy đúng không, thì cái đấy rất là quan trọng. Thế thì đấy, ở trong cái từ học sử chúng ta được hai cái phương pháp như thế vừa nói rõ thôi đấy. Còn ngoài ra thì ở trong Agota thì anh cũng áp dụng tất cả những cái kiến thức điều hành các công ty khởi nghiệp mà học được từ Founder Institute, hay là mọi người vẫn đọc được ở trên báo chí hàng ngày ấy, từ Jack Ma rồi từ Mark Zuckerberg, thì cái gì hay thì mình học, nhưng không phải là cái gì cứ thế hay là học được ngay đâu, mà vì học có thể áp dụng được thì áp dụng luôn, không áp dụng được thì mình cất ở trong đầu, bởi vì không phải công ty nào cũng giống như công ty nào mà mình áp dụng ngay được, nhiều cái là mình thấy của người ta hay mình áp dụng, mà mình là học luôn đấy. Cho nên là đây tóm lại là có hai cái tính mạng từ sử mà cố gắng nhớ là cách nhìn nhận sự việc và cái khả năng dân vận. Nói thêm một chút, nói thêm một chút về cái chuyện khả năng dân vận ở trong, ở đây có nhiều bạn học marketing không? Ai học marketing giơ tay? Anh có một cái kinh nghiệm rất là anh nghĩ là quý chia sẻ với các bạn học marketing. Marketing như anh đầu tiên học marketing là anh tự học, mà trước đấy anh đã có tố chất về marketing rồi mà anh cũng biết. Thực sự là như thế, có tố chất về marketing rồi biết, tức là gì, cái tố chất là gì, xây dựng cộng đồng. Xây dựng cộng đồng là một tố chất của marketing, giống như là blogger hay là influencer, vô những người nổi tiếng, celebrity, showbiz, họ là tố chất marketing, họ nổi tiếng và tự tạo marketing cho chính họ rồi đúng không? Thì anh nói ví dụ như thế thì là cái kỹ năng xây dựng cộng đồng chính là một trong những cái tố chất rất cơ bản của việc làm marketing. Đấy, các em phải chú ý, đừng có quá máy móc, đừng có quá dập khuôn vào bài học, vào những cái thứ mà mình được học, mà phải trải nghiệm nó và biến mình thành một người có tố chất về marketing, có khả năng xây dựng cộng đồng, tức là mình nói người khác phải nghe. Đây là đố mọi người biết cái một keyword thôi, cốt lõi của xây dựng cộng đồng là gì? Vì xây dựng cộng đồng là một cái cốt lõi của marketing rồi, nhưng cái cốt lõi của xây dựng cộng đồng nó chỉ có một keyword thôi, là chia sẻ với mọi người nữa, đó là sharing, chia sẻ. Đó, em muốn xây dựng được cộng đồng phải biết chia sẻ, đúng không? Mình có cái này mình chia sẻ với người ta có cái đó lại chia sẻ với mình, rồi cứ làm qua làm lại thành cộng đồng. Đấy, thì cái keyword là chia sẻ. Vậy marketing, cái từ gốc của nó cuối cùng này là chia sẻ. Đấy, chia sẻ càng nhiều càng biết làm marketing. À, thế không? Thật ra câu hỏi rất là hay, bởi vì anh biết Tuấn Anh rất là lâu rồi đấy. Thì là cái phần mà nói ra bên ngoài ông nói như thế, thật ra là trong tiềm thức cái gì từ sử của ông này ấy, anh biết khá là rõ, tức là như thế này này, tức là về bản chất thì là sử gia là nói là phương pháp là khách quan, nhưng mà thật ra các cái nhà lịch sử mà trong bất kỳ một thời kỳ nào cái khách quan đấy nó cũng sẽ được biến tấu được tí thời nào đấy, không phải chỉ có thời này. Và như vậy rằng là thường những nhà sử gia họ rất dễ làm nhà lịch sử, mà anh thấy là cái trường hợp của Tuấn Anh ấy, tức là cái đấy cái tố chất sử đấy cũng ảnh hưởng của Tuấn Anh, tức là ông này rất là nhiều meme, tức là
ngay một lúc là đã nghĩ trước vài ba bước rồi. Thì thật ra cái đấy là cũng là nhiều học sử để nhìn thấy suốt cái quá trình nó sẽ diễn ra nào, thì là sẽ là rất là nhiều nghiêm cao về sâu, thì cái đấy là cái đấy có thể ở Tuấn Anh không biết hoặc số định không nói, nhưng mà là cả rất là nói đấy ha. Không, nhưng mà thật ra là rất là nhiều view, nhưng mà luôn luôn là share cái view đấy với mọi người, và đấy là cách để anh ấy thành công. Thì mọi người hãy hình dung câu chuyện ra như thế. Hôm nay chúng ta thấy rằng là một cuộc nói chuyện rất là cởi mở, thì chắc là dành cho các bạn hai câu hỏi cuối cùng. Việt Nam ngoài cái thay là có sẵn với Việt Nam rồi, thì tại Việt Nam sẽ là Việt Nam có gì hay hơn các nước khác? Ok, thì 2002 khi mà anh bay sang Canada đi du học, thì cái suy nghĩ ở trong đầu mình rất là đơn giản thôi, tức là mình mong muốn và mình sang cái tư bản đúng không? Mình kiếm 10 triệu đô và sau đó về Việt Nam mở một trường đại học. 13 năm thì nó cái vẫn chưa kiếm được 10 triệu đô. Thế nhưng mà và mình vẫn có một cái goal đấy thôi, tức là nó hơi thay đổi và nó qua 14 năm rồi thì mình nghĩ là mình muốn quay lại Việt Nam để giúp Việt Nam. Cái đấy thì không thay đổi. Và gần đây thì mình nhận ra là tại sao mình lại quay lại Việt Nam almost là cứ 6 tháng một lần. Tại sao? Đúng không? Thì gần đây mình có gặp một đầu tiên là mình search Google, mình search là Bắc Triều Tiên GDP bình quân đầu người là bao nhiêu. Thì World Bank có publish cái data đấy là 1800 năm 2011, đúng không? Và Việt Nam năm 2011 là 1543, tức là thua Bắc Triều Tiên khoảng tầm 20%, đúng không? Đấy thì lúc đó thì mình mới nhận ra là đấy là cái motivation của mình để mình quay về, để mình xây dựng đất nước của mình. Thì anh có set ra một cái goal là mình sẽ cố gắng làm bất kỳ việc gì trong 30 năm tới để thay đổi được cái đấy. Bây giờ thì mình chắc là chiến thắng Bắc Triều Tiên rồi, nhưng mà cũng không xa, vẫn còn thua Trung Quốc 3 lần. Ở Trung Quốc có khoảng 6.000. Tại sao mình lại thua Trung Quốc xa đến thế, đúng không? Ở Trung Quốc thì là cũng thể chế chính trị như mình, nhưng mà họ grow cỡ khoảng gấp đôi mình, đúng không? Mình 5 thì họ 10. Và 30 năm như thế rồi thì họ gấp 3 lần mình. Tại sao như thế? Thì mình bắt đầu đi, cái này có khoảng 2 năm trước, thì mình bắt đầu đi tìm câu trả lời. Câu trả lời thì mình có một cái duyên là gặp một Nobel, một bác được giải Nobel về kinh tế là Dr. Edmund Feld ở trường Columbia. Thì có ăn trưa, bác đấy bác bảo là Anh và Mỹ phát triển lên được từ 1820 là nhờ không phải là research mà là commercialized research, và đưa công nghệ khoa học vào trong cuộc sống. Và năm 1840 thì là Đức và Pháp theo được cái trào lưu đấy, và họ vượt lên ở và dominate vài trăm năm vừa qua. Thì mình nghĩ là Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội, đúng không? Bởi vì mình đưa công nghệ vào thôi. Thì mình nghĩ là ở Silicon Valley thì mình có học được một chút, thì mình ví dụ như là Quân, đúng không? Quân đâu rồi? Thì mình có đầu tư vào Quân, thì mình giúp được Quân sang Mỹ và có thể là học được một chút, đúng không? Thì đấy là lý do mà tại sao anh đầu tư ở Việt Nam. Nhưng mà ở Mỹ nó cũng hot hay lắm, hoặc nó cũng chém kinh lắm. Là năm ngoái là năm đầu tiên mà anh đầu tư ở một công ty startup ở Mỹ. Còn trước đó thì 12 startup đầu tiên thì là đều ở Việt Nam cả.
nhưng mà em nghĩ rằng là cho em xin phép được bắt đầu câu hỏi luôn của em là các anh luôn nói là em nghĩ là trong buổi trò chuyện này em giúp được hai điều, đó là khi mà em ta học thì nó sẽ có hai yếu tố, một là yếu tố chủ quan, hai là yếu tố khách quan. Em nghĩ chủ quan là em có đam mê, em có đam mê, các anh có tham vọng, các anh start up. Nhưng mà cái yếu tố khách quan là gì? Khi mà các anh đầu tư, em ví dụ như là bây giờ như em muốn đầu tư cái gì đó, làm sao để em làm gần hoặc cái hòm này đến vậy các cái đồ, ví dụ như em hưởng mạng xã hội thì Facebook nhưng mà làm sao để em có thể chiếm được những phần này đến vậy nó, em nghĩ đấy là điều có thể, nhưng mà em vẫn có được trả trở như thế bởi vì khi mình bắt đầu cái gì đó thì mình bắt đầu có sức không. Và em nghĩ bây giờ nó là cái gì 21 rồi, có ngoài kia có rất là nhiều những doanh nghiệp lớn như là khổng lồ họ ấy, nhưng mà họ lại cuộc sống thì có những sản phẩm của đồ làm sao mình có thể đánh bại họ, có thể có làm nhiều trường ngành, nhưng mà nghĩ sao mà khi mà thị trường ngành đấy mình đưa ra sản phẩm mà câu hỏi của em là gì? Dạ. Xu hướng của ví dụ như là quảng cáo trên mobile thì nó là cái xu hướng dạo này là con người dùng rất nhiều mobile này. Câu hỏi em, câu hỏi của em là kiểu khi mà mình sao đánh được người khổng lồ đúng không? Làm sao mình tìm được một ý tưởng để mình làm mà nó có cửa, nó sáng đúng không? Để mà có cơ hội thành công đúng không? Nôm na thì tức là em cứ nhìn ra em thấy nản đúng không? Cái gì người ta cũng làm hết rồi. Và bây giờ mà còn mình nghĩ ra cái gì làm có người làm hết rồi em nản đúng không? Nôm na như thế đúng không? Em nghĩ là cái gì ai gọi Google Translate em. Okay, first of all, don't think about meeting good companies. You have to be friends with the big companies because they're going to make you big. The whole idea of innovation is to creating a new area of ideas, a lifestyle that will benefit more and more people, younger people, the next 20, 25, 30 years. If you have something that's so good and you kill Facebook, what does that benefit you? Nothing. Right? You still have to spend so many years, 10 years, 15 years, to building a product as good as Facebook or even better. Right? Google did not kill Yahoo. Yahoo killed themselves. Okay? Because they're not able to evolve. Yeah? As people are chasing new things, they are not able to catch up. So, yes, you read in the paper, Samsung wants, every phone wants to be an Apple killer. You cannot kill Apple, because they are on a different OS. Yeah? But you need all these big companies to make yourself big. Why do you care about what other big companies are, as long as you become big yourself? You know, Donald did not think about killing, you know, iStore, but he wants to become big. So he makes use of the infrastructure and he became the biggest in Vietnam. You know, and then he's evolving into other things, you know, to make his company bigger. Not because somebody died, but just that it became bigger and more people are using his products and services. He's finding the right audience. He's spreading out to outside of Vietnam. And that's what makes his company a great company. Not because he killed somebody. Anh thì anh bổ sung thêm một ý là anh nghĩ là tất cả những người ngồi đây hoặc là anh gặp rất là nhiều người thành công thì đều thấy là họ đều khởi đầu rất là nhỏ, đều rất là nhỏ xíu. Anh Tuấn Anh thì bắt đầu từ hack điện thoại rồi là mở cửa hàng bán điện thoại rất là nhỏ. Tất cả mọi người đều như vậy.
Và anh nghĩ là bản thân như anh đã trong show thẳng các anh thì anh có một cái mong muốn là được thể hiện bản thân, có một cái gì đấy rất lớn, hoặc là như anh Nhân ấy chẳng hạn, mong muốn một cái gì rất lớn, nhưng mà cái cách mà họ làm thì họ khởi đầu, họ làm những thứ rất là nhỏ phù hợp với cái sức của họ ở thời điểm đấy, thì anh nghĩ là đấy là cái mà anh nghĩ là rất là nhiều bạn trẻ đang hiểu lầm, là ngay lúc đầu mình là rất là to và mình là rất là hoành tráng. Nhỏ nhỏ của em, tức là em không tìm được cái không, em cảm giác không có ai truyền lửa cho em, không có ai cho em được ý tưởng để em làm, và rất muốn làm đúng không? Mà ý tưởng thì không có, mà làm nghĩ chuyện làm cái gì cũng có người làm rồi đúng không? Đấy, tức là nó tất cả nó phụ thuộc vào hai cái chữ chí thôi, một chữ chí TR, một chữ chí CH. Đấy, một là cái ý chí. Đấy, và hai là cái trí thức. Đấy, và cái trí tưởng tượng. Đúng, rất cần chí mèo. Chí mèo cũng là chí xe hát. Đấy. Có ý chí á. Thế thì em đừng có sợ. Em cứ tưởng tượng. Chí tưởng tượng em càng bay bổng bao nhiêu thì em càng đơn sợ bấy nhiêu. Đúng. Và cuối cùng em dẹp cái ý chí, cái quyết tâm của em là bằng hành động. Em cứ làm từ cái nhỏ của, giống như các mọi người khuyên ấy. Đấy. Và giống như anh Omilio nói là đừng có nghĩ chuyện đánh bại ai cả. Đúng rồi, những người không cần, không thể đánh bại được, chỉ có thể họ tự chết rồi, họ chết chứ còn không thể đánh bại được họ. Đấy, thì có một cái từ nữa là từ chắc là mọi người ở đây có hay nghe là từ innovation đúng không? Đấy, là từ sáng tạo, đổi mới thôi. Nó không phải là sáng tạo mà nó là đổi mới sáng tạo. Cái từ của Bộ Khoa học Công nghệ trước này dùng đấy là đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo là innovation. Tức là gì, là cái bánh xe đúng không, hai cái bánh xe để độc lập thì nó chỉ là hai cái bánh xe thôi, nhưng mà em innovation là em ghép nó hai cái với nhau biến thành cái bán trượt, cái xe đạp, ví dụ thế. Thì em đừng cái sáng tạo ra cái bánh xe nữa. Và bây giờ em hãy nghĩ là cái tất cả mọi thứ nó có sẵn rồi, nhưng mà em nghĩ sáng tạo là em nối nó vào với nhau, nối những cái thứ rất là vô lý, rất là oai oăm, rất là phù phẩm vào với nhau để ra được một cái thứ hữu dụng cả. Thì là đấy là em có cửa đấy, thì nó lại phụ thuộc cái trí tưởng tượng. Nhưng mà em nối được cái đó với cái kia hay không là trí tưởng tượng của em. Bây giờ anh ấy đang làm việc là công nghệ, tôi cũng không dám chắc là anh ấy sẽ kết thúc bằng cái gì cả. Cá nhân tôi cũng bắt đầu bằng làm khoa học trái đất, sau đó lại là IT, sau đó làm quản lý, sau rồi làm FPT, và cũng không biết kết thúc ở đâu cả. Thế nên cái chuyện mà chúng ta bắt đầu ở đâu á, thực ra nó không có ý nghĩa gì nhiều, nó có một chút ý nghĩa thôi, nó giúp cho mình cái tầm nhìn, giúp cho mình cách suy nghĩ, nhưng cái quyết định của mình sẽ là như thế nào và mình sẽ trở nên như thế nào á, nó là quá trình học hỏi. Tất cả mọi người ở đây chắc rằng đều trưởng thành nhờ học hỏi, chứ không phải nhờ học ở trường đại học. Thế nên rằng là nếu mà chúng ta còn không ngừng học hỏi thì chúng ta chắc rằng là chúng ta sẽ còn được thành công. Thế nên em cứ giữ cho mình cái lửa học hỏi là được, nhưng còn không nên quá băn khoăn rằng là ôi thôi chết rồi, mình học kinh tế thì liệu mình có cơ hội gì không. Chắc là chúng ta cũng đã trải qua một thời gian dài chia sẻ với nhau, thì thay mặt trường đại học FPT thì rất cảm ơn các anh, cả những anh đã đến đây giao lưu và cả những anh ở dưới chưa có cơ hội được giao lưu với cả cán bộ với sinh viên nhà trường, thì rất mong muốn rằng là
hôm nay nó như là một cái kích hoạt hơn, như là một cái khởi đầu để chúng ta có thể quen nhau. Tại vì như chúng ta thấy hôm nay đó, thì chỉ cần một anh thôi cũng có thể là một buổi nói chuyện rất hay rồi. Mà hôm nay chúng ta có đến tận 6 anh hôm nay lên nói chuyện. Và thực sự là làm tôi hết sức là bối rối, nhưng mà phải điều phối thế nào để sao cho câu chuyện nó thực sự là có ý nghĩa với mọi người. Và tôi tin rằng là ở đây thì chắc là Hà cần phải có cái liên hệ lại để lấy contact cho anh ngay, để cho anh chạy thoát. Và chúng ta sẽ còn nhiều cái buổi nhân viên biểu quyết các bạn sinh viên một chút. Những người ngồi nghe ngày hôm nay thì ai nghĩ rằng là chúng ta nên tổ chức những cái buổi nói chuyện với cả các anh ở đây nhiều hơn nữa? Rồi, xin được chào đón đây, rất là tuyệt vời. Và có một cái mong muốn lớn hơn, tại sao chúng tôi lại nghĩ đến, tức là tôi rất tiếc là ví dụ như là những cái buổi nói chuyện có thể coi như là cũng rất có ảnh hưởng. Như là ví dụ như là mời các CEO lớn tập đoàn như kiểu là Pichai rồi CEO của Google sang Việt Nam chẳng hạn, tôi rất tiếc là nó đã không diễn ra ở trường đại học OTT. Bởi vì nếu mà nó diễn ra trường đại học OTT thì sẽ rất nhiều người được nghe và nó sẽ có tính lan tỏa lớn hơn. Và tôi thực sự là mong muốn rằng đây là những cầu nối để mà có bất kỳ những sự kiện lớn nào về công nghệ thông tin, về truyền cái thông điệp cũng như là truyền những cái nhiệt huyết về khởi nghiệp, về công nghệ thông tin, về phát triển, về innovation, thì chúng ta sẽ tổ chức tại trường học FPT. Giờ chốc nữa thì xin mời một số thầy cũng giao lưu cùng. Chúng ta sẽ có một cái hôm nay coi như là tất niên của nhóm startup. Và tôi tin rằng là với sự trợ giúp của IDG, của Founder Institute và của các CEO và founder thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng mà đúng như anh có nói là chúng ta nếu mà chúng ta không ngừng chia sẻ thì chúng ta sẽ phát triển tiếp. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý khách đã đến với chương trình. Cảm ơn các thầy và các bạn đã ủng hộ tham dự hôm nay. Vâng, xin cảm ơn 6 anh cũng như tất cả các anh đã đến với sự đại học MT. Xin cảm ơn MC Đào Quang Huy. Vâng, anh đã hoàn thành rất xuất sắc vai trò của mình, và sau đây thì xin mời tất cả các anh lắng lại trên sân khấu. Xin mời tất cả các anh đã đến với đại học MT ngày hôm nay cùng các thầy cô và các em. Chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh lưu niệm với tất cả các anh và các bạn. Xin mời tất cả mọi người.